Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số loại lan rừng của khu vực rừng Tâm. Thì các loại lan rừng này thì do bà con mới đi bóc từ rừng về luôn, thì hàng rất là xanh tươi nha mọi người. Đầu tiên thì có kiều mở ga hôm nay thì em có 3 hình. Hình thứ nhất thì giá 200.000 đây, là một dàn nguyên bản, có nụ kìa. Đó, tiếp theo là hình thứ hai thì là một cái dàn nguyên bản lớn hơn tí thì 250. Hình số 3 là một hình kiều mở ga giá 350 đang hoa nhé mọi người. Loại này thì là rời thôi nhưng mà được cái là đang nụ hoa. Tiếp theo nữa em có một phần kiếm xích ngọc giá là 250.000. Tiếp theo nữa là em có hai cái dề kiếm luôn rất đẹp đây thì giá là 150.000 một dề nhé. Rồi tiếp theo thì em có lan đơn cam. Đó, đây là một cái loại giống lan rất quý hiếm, thì có loại rời 200.000 một phần. Đó, tầm 8-9 giờ rồi. Và một cái phần nguyên bản giá 350.000 đó nhé mọi người. Thì nó được 7 khúc, được 7-8 khúc, hình 8 khúc nguyên bản. Và ngoài ra thì em có ba cái dề đặc biệt đây. Dề lớn thì có giá, dề có giá 100 nè, 250 nè, 300 đó, đó, cái dề đơn cam VIP. Rồi tiếp theo nữa thì em có thanh đạm kim anh đang nụ nhé mọi người. Về mọi người treo một thời gian nữa có hoa luôn. Đó, hàng nguyên bản về rất là dễ trồng thôi, về chỉ việc treo lên thôi. Đầu tiên là có dề là 200 nè, dề thứ hai cũng 200 và dề thứ ba lớn hơn tí thì giá 250 nha mọi người, thanh đạm kim anh. Rồi em có một bụi này là hạt đỉnh vàng nha mọi người, nguyên một bụi rất là to khủng luôn. Bụi này thì có giá là 350 nha, dành cho các bác nào thích sưu tầm hàng nguyên bụi khủng. Và chúng ta chậu lấy một chồng, trồng lấy một chậu khỏe chúng ta chơi, sưu tầm cây hạt đỉnh vàng hoa rất đẹp thành từng chùm. Rồi tiếp theo nữa là em có địa lan hạt đỉnh nâu, đây là loại địa lan thuộc dạng hoa đẹp nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên này nhé mọi người. Hoa rất to đẹp, cực kỳ lâu tàn luôn. Và hôm nay thì em chỉ còn mấy phần này thôi, giá là 250.000 một phần. Rồi tiếp theo nữa thì em có một phần kiếm lá giáo. Đó, phần này thì có giá là 200.000 cho các bác anh chị sưu tầm một cái dòng lan kiếm đặc biệt của khu vực rừng Tâm nhé. Hoa rất đẹp, 200.000 phần, có một phần thôi. Tiếp theo nữa thì em có ít phần địa lan Area nhé mọi người. Đó, đây là một cái loại địa lan hoa siêu thơm luôn, cực kỳ thơm luôn nhé mọi người. Cái hoa nó nở vào dịp Tết, thì đợt trước thì nó đang có hoa thì em có quay hoa cho mọi người xem. Tuy nhiên đợt này thì đã qua mùa hoa nó rồi, thì mọi người về chúng ta chăm năm sau chơi hoa nhé. Cái này đứng từ xa đã ngửi thấy mùi hương thơm hoa đặc biệt của nó rồi, rất là thơm luôn. Rồi một phần giá 250.000 đó, thì hôm nay mới về mọi người thấy nhìn thấy rất là xanh tươi luôn. Rồi tiếp theo nữa là em có hoàng thảo vạch đỏ thì có hai phần rồi. Đó, đây thì mỗi phần là có giá là 200.000 nhé mọi người, 200.000 cho phần rời vạch đỏ và một phần nguyên bản gồm 3 khúc nguyên bản đây thì có giá là 250.000. Rồi tiếp theo nữa là em có một cái loại lan rất đặc biệt, loại lan này có tên gọi là long tu ba màu nhé mọi người, long tu ba màu. Thì em có hai phần, mỗi phần giá là 300.000 nguyên bản, có mấy khúc nguyên bản, mỗi phần có mấy khúc nguyên bản và một hai giờ rời gì đó, hoa cực kỳ đẹp luôn. Tí nữa em sẽ quay cho mọi người xem. Có đúng hai phần, một khúc kiều vuông nguyên bản nhé mọi người, giá là 200.000. Này nó có một dề nguyên bản và dề rời thì em buộc vào chung luôn cho nhiều, giá 200.000 cái phần đây. Và một cái khúc hoàng thảo lụa vàng nhé mọi người, mới vừa hoa xong đang bắt đầu lên mầm mới để mọi người về chúng ta trồng, khúc này 200.000 nhé. Và cuối cùng thì em có lan này, và lan này có tên gọi là kiếm bà nà. Đây là loại lan kiếm hoa đẹp nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên nhé. Đó được xem như là quốc bảo của khu vực rừng Công Tâm luôn. Cái này thì bất cứ các bác anh chị nào đã chơi kiếm thì chúng ta nên cố gắng sưu tầm 1-2 dề về làm giống nha mọi người, dề nhỏ cũng được. Bác nào có điều kiện thì mua những dề to VIP, còn không có điều kiện thì chúng ta mua những dề nhỏ sưu tầm thôi. Hoa to đẹp, cực kỳ thơm luôn. Đó, hoa cánh trắng, hơi hồng hồng tí, phần lưỡi có vạch vàng rất là đẹp luôn. Đó, và đặc biệt là nó nở vào dịp Tết nữa. Đó, có một số dê thì nó đang nụ nha mọi người. Đó. Rồi thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu ba cái dê VIP ngày hôm nay nha. Dê VIP thứ nhất, VIP 1 đây thì có giá là 1 triệu nha mọi người. Dê này thì có số một số cái đang nụ nè. Ở đây một số cái đang nụ nè. Rồi 1 triệu. Tiếp theo là dê VIP số 2 thì giá là 1 triệu 3. Đây cũng dê, cũng nguyên dê hết nha mọi người. Đó, đang nụ nè. Và dê thứ 3. Dê thứ ba này thì hiện tại thì chưa ra nụ. Đó, nhưng mà mọi người thể nhìn tổng quan là nó một dê rất là đẹp luôn, xanh mướt và nó có cả những cái cây thanh đạm nó bám chung lên, nhìn nó cực kỳ nghệ thuật luôn mọi người. Đó, dê số 3 này có giá là 1.3 nha. Đó, rồi em có một số dê nhỏ hơn thì những dê này thì có giá 600.000 một dê nha. Đó, cũng là hàng nguyên dê luôn, về cho mọi người dễ chăm. 600.000 dê. Đây. Đây. Nguyên dê. Rồi ngoài ra thì em còn một số loại nguyên dê loại 350.000 nhé mọi người, 350.000 một dê.
Đó, một dê nó được tầm 3 tới 4 thân nha. À, hàng nguyên dê về mọi người về trồng luôn. Rồi thì rồi bây giờ em bắt đầu em giới thiệu từng loại nha mọi người. Vừa rồi là giới thiệu sơ qua rồi. À, rồi thứ nhất là kiều nha, kiều mở ga. Kiều mở ga ở đây thì hàng nguyên bản. À, giờ thứ nhất đây một đó, giờ này thì nó có một nụ nha mọi người, nụ đang bắt đầu lớn rồi nè, về mọi người chơi hoa luôn. Cây thì nó chỉ có hai cái thân tơ thôi và bám cho khúc nguyên bản, về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Rồi giờ này giá 200.000 nha mọi người. Kiều mở ra hoa rất đẹp, thành từng chùm hoa to nha. Các bác anh chị nếu là chưa có lan kiều chúng ta có thể sưu tầm thêm nhé. Lan kiều là một trong số những cái loại lan mà các bác anh chị em thấy chơi lan thường rất là thích sưu tầm bởi vì hoa cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp theo là sang giờ số 2, kiều mở ra số 2 nhé mọi người. Giờ này thì có giá là 250.000. Thì nó được 1, 2, 3, 4, 4 thân có lá. Và thân đây thì nó bắt đầu sưng nụ rồi nè. Sắp tới nó sẽ ra hoa thôi, sưng nụ rồi. Đó. Rồi, giờ kiều mở ra số 2 thì có giá là 250.000, cùng khúc nguyên bản luôn. Mấy cái giờ kiều này thì có thể gửi ship chậm cho đỡ cước nha mọi người. Ship chậm được. Rồi tiếp theo là sang hình kiều số 3. Đây là một hình có giá là 350.000. Thì nó gồm một khúc nè, đây mọi người xem là đang nụ nè, về cho các bác chơi hoa luôn. Đó, một khúc nè, một dê nha. Tiếp theo dê số 2 đây. Đó. Đây dê số 2 đây thì cũng có một số mắt đang sưng nè, đó sắp hoa. Rồi dê số 2. Rồi và đây dê số 3. Đó, cũng là dê rất là dài luôn. Khỏe. Rồi, ba dê này giá 350.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người một loại kiếm lá mềm đặc biệt nữa. Là kiếm này có tên gọi kiếm xích ngọc nha. Hoa thành từng chùm dài, cánh hoa màu vàng và tím, rất là đẹp. Rồi loại này cũng khá hiếm. Hôm nay thì em chỉ có đúng phần thôi. Đây về mọi người có thể trồng lấy một chậu thật lớn hoặc là hai chậu nhỏ cũng được, tùy thích mọi người. Đó, có cả nguyên dê nè, có hàng rời. Rồi chung một phần đây thì giá 250.000 thôi nhé mọi người, 250.000 thôi. Rồi. Tiếp theo nữa là em giới thiệu mọi người loại kiếm lung của khu vực rừng Con Tum. Đây là hai dê kiếm được em tuyển chọn ra rồi. Đó, rất là đẹp. Về mọi người có thể trồng lấy một dê, chúng ta trồng lấy một chậu chơi kiểu bonsai tiểu cảnh rất đẹp nha. Đó, dê đây 150 nè. Đó, về mọi người trồng thẳng đứng lên. Đó, lá vàng, nọn chuối nè, đó, rất đẹp. Rồi, dê kiếm số 1 này giá 150 nha mọi người. Rồi và dê kiếm số 2 đây thì cũng khá đẹp, lá to nè. Đó. Đó, lá to mướt mát nhìn rất là đẹp, nguyên mạng đây, về ghép gỗ lũa hoặc đặt vào chậu cũng được, trồng thẳng đặt chậu cũng được nhé mọi người. Kiếm hai này giá 150. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người lại lan rừng hoàng thảo đơn cam nhé. Hoa màu có một màu cam rất sặc sỡ luôn và sắp tới mùa hoa của đơn cam rồi, thì tầm cỡ một tháng hơn tháng nữa là mọi người có hoa chơi luôn. Và hôm nay thì bà con về được ít phần, thì đầu tiên là cái loại rời nhé mọi người. Đây loại này thì có giá 200.000 một phần. Đó, một phần thì nó được tầm 7-8 dê vậy á. Cái giống này chủ yếu là cái giống đơn cam lùng của khu vực rừng Tum. Lùng tức là cây nó ngắn luôn luôn như ngón tay mọi người, tuy nhiên là vẫn cho hoa rất sai nha. Đó, cái giống nó vậy thôi. Đó, đây đó, có cả dê dài luôn trong đó. Rồi một phần về giá 200 cho các bác về sưu tầm làm giống. Đơn cam này thì mọi người về chúng ta thể ghép vào gỗ lũa là ok nhất nha. Cái mà gỗ lũa và cũng không cần thêm rong rêu gì đâu. Lơ cam thì nó cũng không có ưa ẩm nha, nên không cần thêm rong rêu gì. Đó, rồi 200.000 phần này, có hai phần rời. Và có một phần nguyên bản đây mọi người. Phần nguyên bản này thì nó được 8 khúc nguyên bản luôn. Giá là 350.000 nha. 1 khúc nè, 2 khúc nè, 3 khúc nè, 4 khúc nè, 5 khúc nè, 6 khúc nè, 7 khúc nè. Đó, 8 khúc. Rồi 8 khúc nguyên bản này giá 350.000 nha. Còn phần là nguyên bản thôi. Và ngoài ra thì em có ba cái dê đặc biệt nhé mọi người. Đầu tiên là dê số 1. Dê số 1 này là một cái dê rất đẹp luôn. Tuy nhiên là đây để em chỉ cho mọi người xem vì sao nó giá 150 thôi nha. Đây là dê em bán giá thanh lý thôi. Bởi vì cái đoạn gần gần đây nè, nó bà con người ta vận chuyển nó hơi bị gập đây một tí. Đó. Thực ra thì cái này nó nhìn mắt thẩm mỹ thế thôi mọi người. Về mọi người treo chăm nó vẫn sổ hoa bình thường nha. Đó. Nên là thằng này bán thanh lý. Đó. Nó bị gấp ngay đây. Rồi bán thanh lý giá 100.000 thôi. À, chứ còn nguyên vẹn nó cũng 250-300.000 nữa. Rồi tiếp theo giờ số 2 thì nguyên vẹn đẹp đẽ gồm 1 2 thân 3 thân 3 thân tơ. Đó, con thân tơ rất dài. Đây thì có giá là 250.000 nha mọi người, 250.000.
Rồi. Tiếp theo là khúc nguyên bản số 3, giá 300 ngàn. Đây khúc có thân tơ mọi người. Hoành tráng không? Thân tơ rất là dài, đẹp. Đó, thằng này sắp tới rất cực kỳ sai hoa luôn. Rồi về đơn cam số 3 này giá 300 nha. Rồi. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người là em có ba cái dây thanh đạm Kim Anh và ba dây này thì đang nụ luôn, thì sắp tới mọi người về chăm thời gian nữa thôi chúng ta có hoa chơi. Đây là một trong số những cái giống thanh đạm cho hoa rất đẹp và đặc biệt là đây hàng nguyên bản nữa nên về mọi người cái chăm sóc rồi rất là dễ. Đây mọi người thể để ý thấy là những cái mắt hoa đang lên, một mắt nè, ở phía trong đây con mắt nè, hai mắt nè, rồi còn một hai mắt gì nữa nó nhỏ nhỏ nằm phía trong đó. Rồi nói chung là khúc thứ nhất này thì có giá là 200 ngàn nha mọi người, nguyên bản đây. Đó, về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Đó, nguyên bám trong khúc cây rất là khỏe. Rồi tiếp theo là sang dây số 2, dây số 2 cũng vậy, cũng là một khúc nguyên bản, khúc này khúc nguyên bản dài, có giá là 200 ngàn nha mọi người, 200 ngàn đây. Rồi đây mọi người thể xem là đây nụ hoa đang lên nè. Đó. Khúc cây nữa đây. Rồi giờ này giá 200 nha mọi người. Mấy khúc nguyên bản này thì có thể ship thương nha mọi người, ship thương cho đỡ tốn cước nha. Đó, bởi vì khúc gỗ khá nặng, ship nhanh thì cước nó hơi cao. Rồi, tiếp theo là sang dây Kim Anh số 3, giá 250.000, giờ này thì lớn hơn hai dây kia một tí. Đó. Đây thì có giá 250.000, mọi người thể thấy là hoa nó đó, những cái nụ hoa nè. Đó, mọc rất nhiều. Đó, rồi giờ này thì đẹp, xanh tươi mướt mát, hàng mới từ rừng về mọi người thể nhìn thấy nó rất là tươi luôn nhé. Rồi giờ Kim Anh số 3 này có giá là 250 ngàn. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người một cái dê. Đây dê này là hạt đỉnh vàng nhé mọi người, cực kỳ khủng luôn. Dê này nó phải nặng tới 5-6 kg vậy đó. Chắc tầm 5 kg quá, nó rất là nặng và hàng được cái là hàng nguyên dê mọi người. Hàng nguyên dê này thì về chăm sóc cực kỳ dễ luôn. Đó, đây mọi người xem, về mọi người kiếm cái chậu thật to khủng á, chúng ta trồng vào. Loại này thì trồng đất nhé mọi người, đất cát với phân chuồng là được. À, rất là dễ trồng thôi. Rồi và hoa đẹp nha, hoa thành từng chùm màu vàng. À. Rồi một giống hạt đỉnh vàng rất là hiếm. Và cái nguyên dê này thì có giá là 350.000 thôi nhé mọi người, 350.000. Và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nên là mọi người muốn đỡ cước á thì em sẽ gửi ship chậm, ship thường nha mọi người nha. Thì tầm 4 tới 5 ngày tới nơi. Thì nói chung là cây không sao cả, mọi người cứ yên tâm. Với những cái dê này khỏe gửi cả tuần chả sao. Rồi giá 350 cho cái dê này. Tiếp theo nữa thì em có còn ít phần hạt đỉnh nâu. Hạt đỉnh nâu này thì đây là một cái giống lan nở hoa, địa lan nở hoa vào dịp Tết thì cũng trồng vào chậu đất cát với phân chuồng luôn. Đó, chỗ kia thì em đang có một cây. Đó, mọi người có thể thấy là cái loại hạt đỉnh nâu này thì hoa nó rất là to. Đó, hoa to nè, cánh hoa dày và lâu tàn nhé mọi người. Đó, phần họng thì dài ra. Đó, rất là đẹp luôn, to lắm. Thằng này nở cả tháng nhé mọi người, vào cứ nở hoa vào đúng cái dịp Tết vậy đó. Các bác anh chị chúng ta muốn kiếm một cái loại cây hoa Tết thì có thể về trồng, rất là dễ trồng thôi. Mọi người trồng chăm ở dưới giàn lan mình là được, tránh ánh nắng trực tiếp là được nhé mọi người. Cây này nó cực kỳ dễ sống luôn. Đó, đó, mọi người thấy thêm là chỉ cần mấy gốc thôi. Đó, là đủ chúng ta có một cái chậu lớn chơi hoa rồi. Ngoài chơi hoa thì còn chơi lá được nhé mọi người, lá to khỏe đẹp. Rồi đây hạt đỉnh nâu này thì có giá là 250.000 nhé mọi người, 250.000 phần. Một phần nó tâm được cỡ 4 thân đây, 4 thân. Về mọi người trồng lấy một chậu là chúng ta chơi hoa khỏe rồi. Và lúc quay em để cây dài, tuy nhiên lúc gửi thì em sẽ cắt ngắn bớt nhé mọi người. Rồi em sẽ cắt ngắn đây. Đó, mọi người chỉ cần đoạn phía gốc dưới đây là chúng ta trồng vô tư rồi. Đó, cắt ngắn để cây đỡ mất sức nha. Đó, cắt ngắn đây, rồi là trồng vô tư. Loại này em trồng nhiều nên biết rất là dễ trồng luôn. Rồi 250.000 một phần hạt đỉnh nâu. Tiếp theo nữa là em có một phần lan kiếm lá giáo. Đây là một cái loại lan thuộc dòng lan kiếm và lá thì nó khá giống như lá hạt đỉnh mọi người. Thằng này khá là đặc biệt. Nay thì em có một phần đây. Rồi một phần này thì có giá là 200.000 cho mọi người mua về làm giống nha. Kiếm lá giáo thì hoa thành từng chùm to lâu tàn. Hoa cánh trắng trắng hơi phớt vàng và có những chấm màu tím rất đẹp. Thằng này thì nó cũng hay có nhiều mặt, cái loại mặt hoa lắm mọi người.
Rồi, loại này thì về mọi người trồng vào chậu gồm than vụn, vỏ thông vụn, thêm ít gốm, đất nung và thêm ít đất nữa nhé mọi người, thêm ít đất nữa là được. Đó thuộc dòng mọc đất mà. Rồi có giá là 200 ngàn một phần. Và lúc gửi em sẽ cùng cắt bớt lá nhé mọi người, cắt lá đi để cây đỡ mất sức. Rồi giá 200 ngàn mọi người mua về làm giống nha. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người một cái loại địa lan rất đặc biệt, là loại này có tên gọi là địa lan Area nhé mọi người. Đó, đây là một cái dòng địa lan cho hoa siêu thơm luôn, cực kỳ thơm nhé mọi người. Đó, đứng từ rất xa, cái mùa mà nó ra hoa đứng từ rất xa là người thấy cái hương thơm của nó rồi, hương thơm rất dễ chịu, thơm, thơm đậm luôn. Rồi và loại này thì hôm nay hàng vừa mới về luôn, mọi người nhìn thấy thì thấy xanh tươi mơn mởn nha. Đây. Đó. Rồi, cái giống này thì cứ một phần vậy thì có giá là 250 ngàn. Và cách trồng loại này thì mọi người trồng vào chậu gồm than vụn nè, vỏ thông vụn, thêm ít mùn cưa hoặc là mùn chấu đó. Và có thể thêm bổ sung thêm dinh dưỡng bằng phân chuồng, phân dê gì đó cũng được. Rồi rồi, và chúng ta như vậy là có giá thể trong cái loại lan này rất là ok rồi đó. Rồi một phần 250 ngàn được khá nhiều nhé mọi người. Đây, rồi mọi người trồng lấy một chậu thật lớn nha. Rồi các bác, các anh chị nào chưa có sưu tầm được địa lan Area này thì có thể sưu tầm thêm nhé. Hàng rừng rất đặc biệt đó, rất hiếm là cái loại địa lan nào mà cho hoa thơm đó. Thằng này em thấy hoa rất là thơm luôn. Đợt trước thì cây đợt trước em có quay clip rồi, lúc nó đang hoa, nhưng mà đợt này thì nó đã qua mùa hoa nên không có hoa để cho mọi người xem. Đó, hoa nó thành từng chùm màu vàng đỏ đỏ rất đẹp. Rồi 250 ngàn phần nhé mọi người. Tiếp theo nữa là em giới thiệu mọi người là lan hoàng thảo vách đỏ. Hôm nay thì em có hai phần rời và một phần nguyên bản. Hai phần rời thì mỗi phần giá 200 ngàn, và phần nguyên bản này thì có giá là 250 ngàn. Nó được 3 khúc nguyên bản đây. Rồi phần rời đây, phần rời được khá nhiều. Rồi rồi, về mọi người trồng lấy chậu lớn làm giống nha. Hoàng thảo vách đỏ này thì hoa năm cánh trắng, nó có tí ám vàng ở chỗ cánh, và cái phần lưỡi nó thì rất đặc biệt, lưỡi nó có những cái đường như mạch máu, đường vạch màu đỏ như mạch máu, nên người ta đặt tên gọi là hoàng thảo vách đỏ. Hoa đẹp nha, đẹp lâu tàn. Rồi giá 200 ngàn một phần rời và 250 ngàn cho phần nguyên bản, có một phần nguyên bản thôi và hai phần rời. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người một cái loại lan cực hiếm luôn, và thằng này có tên gọi là hoàng thảo lụa vàng nhé mọi người. Đó, thằng này là loại lan nở vào mở hoa vào dịp Tết luôn. Năm cánh trắng, năm cánh của nó là kiểu trắng trắng vàng vàng, trắng trắng ám vàng vàng, và cái phần lưỡi hơi nâu nâu và trộn thêm tí chấm đỏ, nhìn rất đẹp. Đợt Tết thì em cũng có quay một số cái clip nói về cái loại hoàng thảo lụa vàng này rồi. Mọi người lên YouTube có thể gõ hoàng thảo lụa vàng để chúng ta nghiên cứu cái mặt hoa nhé. Và đặc biệt là cái hàng nguyên bản đây rất là hiếm nha. Hôm nay thì em có được khúc nguyên bản đấy thôi. Nó gồm hai mầm đang lên nè. Hoa thì nó đã qua cái mùa hoa rồi, mọi người về chăm năm sau chúng ta chơi hoa nhé. Còn đây thì bắt đầu nó lên cái mầm cho cái mùa mới đây. Đó, hai mầm rất là tươi mơn mởn đây, cực kỳ nhiều thân già nhé mọi người, nhiều thân già này sẽ rất là khỏe đây. Rồi một khúc nguyên bản này cái giá 200 ngàn. Tiếp theo nữa là kiều vuông nhé mọi người. Kiều vuông đây thì đây là một khúc nguyên bản và nó có một cái dề rời á, bà con người ta bóc ra cũng trên cái cây này luôn, thì em buộc vào luôn cho nó được nhìn nó nhiều đó. Về mọi người cứ để vậy thôi, chúng ta treo lên đó. Và cái thằng này thì đang sưng nụ hoa nè mọi người thấy không, nụ hoa đang sưng lên nè, và tức là mọi người vào chăm thời gian nữa thôi là có hoa chơi luôn đó. Nụ hoa đang sưng rất nhiều đó, mặt thấy không đó. Đây. Rồi các bác nào muốn thử xem cái hoa kiều vuông này nó có đẹp không nhá thì sưu tầm về xem thử đó. Nói chung cái mùa nó thì cái kiều này thì tới mùa nó sẽ cho ra một cái vòi hoa rất là dài đây, hoa thành từng chùm, năm cánh trắng hồng vàng nhé mọi người. Đó. Mọi người thể lên Google search hoa lan kiều vàng sẽ ra. Đó. Hoa cũng rất đẹp, cũng ngang ngửa với kiều mở ga đó. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người một cái loại lan rất là hiếm và hoa cực kỳ đẹp luôn. Đây, đợt này thì có mặt hoa cho mọi người xem. Đây có tên gọi là long tu ba màu nhé mọi người. Long tu ba màu của con tôm. Thằng này thì cái thân nó gần giống như đơn cam á. Thân gần giống đơn cam nên là lâu lâu cũng hay bị nhầm với đơn cam nếu mà nó chưa ra hoa. Và cái này thì là một cái loại dễ trồng nhé mọi người. Đợt này thì em có vừa có nguyên bản mà vừa có hàng rời luôn. Đây,
có 1-2 giờ rơi vậy thôi, còn lại là được 4-5 giờ nguyên bản đây. À, có một giờ đang nụ rồi. Hoa đây, quay kỹ mặt hoa cho mọi người xem. Đó, hoa đẹp không, hoa như tam bảo sắc, em thấy còn đẹp hơn tam bảo sắc nữa, và nó nở vào đúng dịp Tết nha mọi người, và hoa thì có hương thơm nhẹ. Rồi mọi người mua về làm giống nha. À, dòng này nó hiếm, nó hiếm lắm, hiếm khi có lắm, mỗi lần về leo tèo được vài về. Giá là 300.000 một phần nhé mọi người, 300.000 một phần, có đúng 2 phần mọi người làm giống thôi. À, chúng ta sưu tầm, cố gắng sưu tầm những cái loại hoa đẹp như vậy. Rồi 300.000 một phần, bên đây cũng vậy, cũng có nguyên bản và 1-2 giờ rơi vậy đó. Rồi và tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu với mọi người là lan kiếm bà nà nha. Đây là loại lan kiếm hoa thuộc dạng đẹp nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên. Đó, kiếm bà nà được xem như là loại lan quốc bảo, và chắc chắn bất cứ các bác anh chị đã chơi lan rừng thì chúng ta sẽ cố gắng, nói chung là nên cố gắng sưu tầm một về nhỏ kiếm bà nà trong vườn nhà cũng được. Đó, ví dụ không có điều kiện mua về to thì mua trầm những cái về nhỏ chúng ta về làm giống. Đó, hoa thành tới cái mùa hoa nó nở vào dịp Tết nha mọi người, dịp Tết và dịp ra Tết đó. Đó. Có một số dê thì nó đang nụ, còn số dê thì nó đã qua cái mùa hoa rồi. Và loại này cũng dễ trồng, dễ chăm sóc lắm. Hoa to, cực kỳ to luôn, to hơn giả hạt nhiều và đẹp nữa. Cánh của nó trắng trắng, hơi ám hồng, và cái phần lưỡi có vạch màu đỏ rất là đặc biệt, rất đẹp. Rồi đây là một cái loại thuộc dòng họ kiếm nha mọi người, kiếm lá mên. Và cách trồng, cách chăm sóc cũng rất đơn giản thôi. Mọi người trồng vào chậu than nè, vỏ thông, rồi thêm ít giớm vụn hoặc mùn cưa để bổ sung thêm độ ẩm, thêm tí độ ẩm, và thêm phân chuồng hoặc phân dê nữa là được. Trong vườn nhà thì em cũng có sưu tầm rất là nhiều kiếm bà nà để tới cái mùa hoa chơi đó. Mọi người có thể thấy ở góc kia rất là nhiều chậu nè. Nói chung là cái loại này thì mọi người được thấy mặt hoa chắc chắn cực kỳ mê luôn. Rồi hôm nay thì em có ít dê loại 350.000 nha mọi người. Đây 350.000 dê. Thì nó được tầm 3-4 thân gì đó. Nguyên dê nhé, nguyên dê về dê trong. Đây. Rồi và tiếp theo nữa là loại giá cao hơn tí, là giá 600.000 dê. Đây 600.000 dê. Đây nhé mọi người. Đây nữa. Đó. Và có 3 cái dê VIP đặc biệt, là những cái dê to khủng, thì dành cho các bác anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm hàng khủng VIP, thật là khủng VIP chơi thì có thể là đặt mua nha. Đầu tiên là dê VIP số 1 có giá là 1 triệu. Đây, dê cực kỳ to luôn. Đó, hoành tráng, rất là nhiều thân tơ cho nó. Đó, về mọi người trồng lấy một chậu lớn nha. Chúng ta chơi để trồng chậu lớn này thì lúc nó ra hoa chơi hoa cực kỳ đã luôn. Rồi về VIP 1 đây giá 1 triệu. Tiếp theo là về VIP số 2 có giá là 1,3 triệu. Giờ này thì đang nụ nha mọi người. Đó mọi người thấy một vài cái đang nụ. Đó vài nụ là sắp tới có hoa cho mọi người ngắm luôn. Đây xanh mướt nè, to đẹp. Rồi giá 1,3 triệu nha mọi người. 1,3 triệu rất là to luôn. Tiếp theo nữa là cái về VIP số 3 có giá là 1,3 triệu luôn nha mọi người. Giờ này thì nó cây nó chưa thấy ra nụ, thì mọi người về chăm thời gian nữa sẽ có nụ chơi nhé. Và xét về độ đẹp và cái độ kiểu bonsai tiểu cảnh nó thì nói chung là nhìn rất là đẹp mọi người. To đẹp, có cả những cái cục lan giống thanh đạm ở trên, bám trên. Đó, cùng với đó là xung quanh là những cái thân lá xếp đều rất là mướt mát. Đó, giá là 1,3 triệu. VIP 3 nhé mọi người. Đó, rất là to luôn, về chơi chậu khủng nha. Rồi và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Các bác anh chị có nhu cầu mua loại lan nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh nhé. Rồi khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi, và được kiểm tra hàng thoải mái. Mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nha. Mua nhiều hoặc mua những cái loại giá trị cao vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Rồi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các loại, ở các clip và các loại lan rừng đặc biệt đẹp tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên.